Hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có một số chậu chớp hổ mang. Đây là hổ mang nô 1 và cây bên con là nó rất là lực của chú, nó dài khoảng 1 mét trở lên thôi mà. Và cây nô 1 này của chú mình nhìn thường con là cái mặt hoa rất là đẹp của chú. Và số hộ bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, Tân An, Long An. Và cái dòng chớp hổ mang này thì bên cửa hàng bên con nó nở hoa quanh năm luôn. Nhưng mà hồi tuần trước thì con mới cắt hoa hết rồi. Và bây giờ nó đang lên một số nụ thêm luôn cô chú. Nó rất là xuyên hoa và cho hoa là hoa quanh năm luôn. Đây là hổ mang chớp nha cô chú, cây rất là lực và còn mới tách chiết ra. Và giá ngày hôm nay thì do bên cửa hàng bên con đang có rất là nhiều hổ mang chớp, rất là lực luôn nên con bán giá với giá là rất là mềm. Cô chú nào mình thích thì mình cứ nhanh tay sưu tầm ủng hộ con. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và tôi đang sẽ giới thiệu các cô chú mình xem cái hình cây của chớp hổ mang ngày hôm nay. Đây là hổ mang chớp nô 1 nha chú. Hoa này là hoa chụp thực tế tại cửa hàng con luôn. Hổ mang chớp nô 1. Và đây là cái hướng hổ mang chớp đầu tiên nha chú. Và cái thân này nữa. Con mới cắt hoa là đã ra hoa, mình về ngắm hoa vô tư nha. Rất là lực nha chú. Đây. Cô chú mình nhìn đây là cọng đầu của nó nè. Đó, cọng đầu nó đang đi ngọn nó như vậy nè cô chú, thân nó úp nút luôn bằng ngón cái con luôn. Giò hổ mang chớp nè cô chú, và cái giò này là một cái giò thứ hai. Thì hồi sáng là con tách một cái giò y chang như vậy rồi. Đó. Nó tầm khoảng gần 2 mét thì mình bỏ con đang đi ngọn luôn. Thấy chưa? Rất là lực nha cô chú. Và kích thước của cọng đầu đây đi ngọn là 60 và hai cọng thân lớn đã đứng ngọn đó cô chú. Là một cái cọng mà ngắn á là nó là 1 mét này nè. Cọng ngắn là 1 mét. Cái cọng dài nhất hiện tại của nó đang là 1 mét 35, 135 cm nè cô chú. Nó gồm 1m4 rồi nè. Đó, cọng đầu nó mập, rất là mập cô chú. Và mắt này vẫn còn đầy đủ nha cô chú. Đó, đây nè, mắt của nó nè. Rất là sáng nè, đây là cọng đầu. Và đây là hổ mang chớp nô 1 nha cô chú. Đó, mắt ở đây cái thân cọng đầu này nè. Mắt của nó nè cô chú. Nó lên rất là lực luôn. Đây. Lên hai mắt rất là sáng nè. Đây là hổ mang chớp nô 1, rất là lực nha cô chú. Tại vì do vườn con bây giờ nó chật quá rồi, tại vì rất là nhiều hàng nên bây giờ con xuất một số cái cây nắng này ra. Đây là nắng hổ mang chớp, mặt hoa rất là đẹp và giá tiền của nó hiện tại cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 2 triệu. Mã số 1 nha cô chú, giá 2 triệu hướng đầu tiên. Tiếp tục đây là hướng hổ mang chớp mã số 2. Cô chú mình nhìn giùm con nè cô chú, thân này nè. Đây là cái cọng đầu đây đi ngọn mà. Phà phà luôn mà thân nó đã như vậy nè. Chỉ mới là một cái đầu thân nó bự ngón cái còn nè cô chú. Và kích thước của cái thân dài nhất hiện tại là 1m3 nè. Đây, 1m3. Và kích thước của cái mầm cọng đầu này nó là 60 cm. Cọng đầu là 60 nha cô chú. Cọng đầu là 60 cm rồi. Và cái cọng này thì vẫn có hoa này, mình về mình ngắm hoa chính chủ luôn. Có hoa chính chủ sẵn mình ngắm luôn. Giá tiền của hướng này ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 1.700.000 để hổ mang chớp. Mã số của nó hiện tại đó là mã số 2. Giá là 1.700.000 nha cô chú. Hổ mang chớp giá rất là mềm, không có chỗ nào bán giá như vậy đâu cô chú. Hổ mang chớp, đây là hổ mang chớp số 1 nha cô chú. Tại vì hổ mang chớp số 1 đó, nó sẽ mắc hơn một số cái dòng hổ mang hiện tại bây giờ. Đây là hổ mang chớp nô 1 nè, thân của nó thân thủ rất là đẹp nha cô chú. Mới giờ tầm khoảng 60 cm thôi mà thân nó bằng ngón cái này nè. Đó. Rất là lực. Mắt này vẫn đầy đủ, đảo đầu xuống rễ nha cô chú. Và con tách ra thì rễ đây nó vẫn còn nè, con không có đụng tới rễ nên các cô chú mình về mình trồng lại rất là mau phát triển. Đó. Mã số là mã số 2. Giá tiền của nó hiện tại là 1.700.000 cho mã số 2 hổ mang chớp. Là cái hướng hổ mang chớp mã số là mã số 3, giá tiền là 1.700.000 luôn cô chú. Đó, thân này thì con mới cắt hoa hết rồi cô chú thấy không? Chú mới cắt nè. Và đây là một cái cọng đầu này đang đi ngọn và vào luôn cô chú, và cọng rất là lực. Và kích thước hiện tại của cái giò thân lớn này á, là nó đang là 1m4 và cái cọng đầu của nó hiện tại là khoảng gần 80 cm nè cô chú, rất là lực luôn. Đó, khoảng 80 cm hơn. Và giá tiền của giò này hiện tại thì bên cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 1.700.000. Đây là hổ mang chớp, mình mua về thì mốt sẽ bự với cái giò đó vậy đó cô chú, rất là to luôn. Mã số của nó đó là mã số 3, giá tiền là 1.700.000 cho mã số 3. Thân uống nù luôn cô chú, rất là mập ha. Đó, mắt thì vẫn còn nguyên vẹn nè. Mã số 3, 1.700.000, hổ mang chớp rất là lực. Mã số là mã số 3. Tiếp tục đây là mã số tiếp theo, đó là mã số 4 của chú. Đây là một cái hướng cọng đầu. Cọng đầu của nó đang đi ngọn phà phà luôn. Và kích thước của nó là hiện tại bây giờ á, cửa hàng bên con nên đo được á, là 70 cm cọng đầu. Và kích thước của cái cọng lớn hiện tại là một gần 1m1 nha cô chú. Đây. Được gần 1m1 rồi. Đó. Ở đầu lá nè, đây là cái đầu lá nè. Gần được 1m1 chỉ tầm khoảng 108 cm thôi. Đây. Đã xuống rễ là khỏe nha cô chú. Cọng đầu này là mắc vào ngọn nguyên vẹn luôn đầy đủ. Nó đang đi ngọn phà phà cô chú. Nhìn thân lá thấy rất là đã rồi.
Và cái cây này thì vẫn đang có bồ hoa để mình về mình thêm mình ngắm hoa chính chủ. Cô chú mình thấy cái đầu nụ nó có xẹt không? Đó, hổ mang chớp nha cô chú. Giá tiền của cọng hổ mang chớp nô 1 ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 1.700.000. Mã số của hướng này đó là mã số 4, giá 1.700.000. Đây là hổ mang chớp của chú. Hàng này là hàng thuần chậu rồi, còn mới vừa tách ra ngày hôm qua luôn. Đã quét keo rồi luôn nha cô chú. Mã số là mã số 4, giá là 1.700.000. Mình về chứ việc là mình sẽ trồng lại thôi. Nó đang xuống rễ và phà rồi. Tiếp tục đây là một cái cọng đầu của cây hổ mang chớp của chú. Và kích thước hiện tại của nó bên cửa hàng bên con được là 1m1, đang có tổng cộng là 2 mầm. Giá tiền là 1.500.000 nha cô chú. Hổ mang chớp cọng này cực kỳ đẹp luôn cô chú. Đang đi ngọn phà phà luôn, đang lên 2 mầm rất là lực. Đã xuống rễ hết rồi. Và giá tiền của nó là 1.500.000. Mã số của nó đó là mã số 5. Đây là hổ mang chớp nha cô chú. Mã số là mã số 5. Giá tiền là 1.500.000 cho mã số 5. Cây cực kỳ khỏe luôn cô chú, rất là lực. Là mã số cuối cùng. Và cái thân dài nhất hiện tại là 1m, gần 1m4 nha cô chú. Và đang có vừa hoa nè, chúng mình về ngắm hoa chính chủ luôn. Thì đây là cái hướng giữa nên cửa hàng mình còn bán ra với giá tiền là 1.300.000. Hướng này thì vẫn còn mắc cho các cô chú mình về mình khai thác thêm. Đây là hổ mang chớp nha cô chú. Bên đây thì vẫn còn mắc nè. Bên đây cũng đã khai thác một mắc rồi. Giá tiền của cái hướng này ngày hôm nay cửa hàng còn bán ra với giá tiền là 1.300.000. Mã số là mã số 6. Đây cũng là mã số cuối cùng.